là đang xúc cá và cắt bột để làm chế biến thức ăn chăn nuôi. Người dân nó bó xuống à, nó hơi ướt à. Nót ngáo quá vậy.
bột bắp với bột đậu nành nè. Thật ra có bột đậu nành nữa vậy đó. Cái dòng béo rồi, nó chắc rồi. Hay là dòng dễ bỏ luộm. À.